là một kỹ sư phần mềm thành đạt tại Mỹ, từng đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ để học tập và làm việc tại xứ người, chỉ với tâm nguyện sẽ mang những kinh nghiệm có được trở về, đóng góp xây dựng quê hương. Sau nhiều năm cố gắng không mệt mỏi, năm 2004, anh Huỳnh Văn Trung chính thức trở về Việt Nam, thành lập công ty chuyên sản xuất phần mềm mang thương hiệu Việt Nam, quảng bá với bạn bè quốc tế. Năm 2011, anh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen vì những đóng góp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển thành phố. Có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ rằng những đóng góp bé nhỏ của mình lại được vinh danh như ngày hôm nay, ngay trên quê hương. Trân trọng đón nhận và đây sẽ là động lực. Thật sự thì mình rất là ngạc nhiên và xúc động, tại vì những cái tôi làm ở đây thì cũng không bao giờ nghĩ là được ai khen thưởng gì. Thì chủ yếu là làm sao mình làm, mình cống hiến hết mình vì một cái lý tưởng chung là làm sao xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, cũng giống như nhiều người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài, anh Huỳnh Văn Trung, tức Andy Huỳnh, đã phải mất một thời gian khá dài để hòa nhập và khẳng định vị trí của mình. Với sự cần cù chịu khó, Andy Huỳnh nhanh chóng trở thành một kỹ sư phần mềm có tên tuổi khi cùng một số người bạn thành lập một công ty kinh doanh và sản xuất phần mềm tại Mỹ. Không chọn cho mình một cuộc sống ổn định đã tạo dựng ở đất khách quê người. Năm 2004, Andy Huỳnh chính thức trở về nước, thành lập công ty PTM Global Consulting Việt Nam với mục đích tìm kiếm, đào tạo một đội ngũ kỹ sư phần mềm thật giỏi nghề. Hỏi vì sao chọn quay trở lại Việt Nam, không ngần ngại cũng chẳng cần suy nghĩ, Andy Huỳnh bảo rằng bởi đó là đất mẹ, quê cha, là nguồn cội, là tình yêu thấm đẫm từ trong từng hơi thở. Lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam là năm 1993, sau 12 năm xa quê hương, xa anh em, xa cha mẹ. Lúc đó về thì cũng mới vừa ra trường thôi, cũng chưa có ý nghĩ làm gì cho đất nước hết. Nhưng mà thời gian đầu về, thăm quê nhà thì thấy đất nước mình quá nghèo, cơ sở hạ tầng không có. Nói chung là từ lúc đó để đi thì tôi có một cái ý định sau này sẽ làm một cái gì đó cho đất nước. Thì tới năm 2004, sau khi tích lũy một số kinh nghiệm làm việc ở những công ty nước ngoài, thì tôi cũng có ý định đem những cái tôi học hỏi được và những công việc mà tôi có thể làm được và đem những cái đó về bên Việt Nam. Với vai trò là tổng giám đốc của công ty, anh Andy Huỳnh đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động là những trí thức trẻ trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, dịch vụ tư vấn phần mềm và hệ thống, dịch vụ thiết kế hệ thống. Chỉ tính riêng trong năm 2009, tổng doanh thu của BTM đã vào khoảng 6,4 tỷ đồng, vượt mức hơn cả dự tính trước đó. Khi làm việc với nguồn nhân lực trẻ từ Việt Nam, Andy Huỳnh nhận ra rằng các bạn trẻ Việt Nam rất có năng khiếu, đam mê học hỏi, nhưng việc đào tạo lại thiếu chiều sâu và thiếu kinh nghiệm cọ sát nên chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Nếu được đào tạo bài bản và chuyên sâu hơn, anh tin là công nghệ thông tin của Việt Nam không thua kém so với các nước. Tuy nhiên, điều anh mang lại cho nguồn nhân lực trẻ không chỉ là lợi nhuận về kinh tế mà còn là môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp. Nhiều nhân viên trong công ty BTM đã ở lại, gắn bó với anh ngay từ những ngày đầu thành lập, bởi ở đây họ học hỏi được rất nhiều điều. Thật ra là mình nghĩ là mình có cái may mắn là coi như là những người đầu tiên bước vào BTM cho đến nay là coi như cũng được 7 năm rồi. Thì mình rất là mến anh Andy, ở chỗ anh là người từ bên Mỹ và đây đầu tư, không chỉ là mang công việc đến cho mọi người mà anh còn mang những công nghệ và những cái
chất xám mà anh có mà truyền đạt cho cái những người trẻ như mình, mà mọi người luôn được là anh em đi tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về cơ sở vật chất, về máy móc thiết bị để mọi người có thể làm việc hiệu quả. Và hàng năm thì công ty cũng có đưa những mọi người đi training ở bên Mỹ để mọi người làm quen với cái phong cách làm việc ở bên đó. Vai trò của những người như anh Andy đối với cái lớp trẻ làm công nghệ ở Việt Nam thì thực sự công bằng mà nói thì nước ta mở cửa thì có rất nhiều cánh cửa, và một trong cánh cửa mà nhanh nhất để lớp trẻ chúng tôi có thể tiếp cận trong một khoảng thời gian ngắn nhất đến công nghệ ở cái đẳng cấp quốc tế thì là thông qua những người như anh Andy. Những người như Andy thì nói một cách hình ảnh thì cùng với những đối tác như là ông Tom Shen thì xây dựng cho chúng tôi những chiếc cầu, và để cho những người chúng tôi có thể là đi qua chiếc cầu đó để vươn tới cái đẳng cấp quốc tế thì còn phải tùy thuộc rất nhiều vào cái khả năng của bản thân của con người Việt Nam. Đó là cái mà quý nhất chúng tôi mong muốn phát huy. Yeah, Andrew, Mozo, Simple, T3. Cái brand lớn nhất là cái Arc Suit. Okay. Không chỉ là doanh nghiệp phần mềm có mô hình hoạt động hiệu quả, công ty PTM Global Consulting Việt Nam còn cho ra đời những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, qua đó giúp quảng bá thương hiệu phần mềm Việt với thế giới. Andy Huỳnh chia sẻ với chúng tôi rằng, tay nghề, đam mê công việc và trình độ của các kỹ sư trẻ Việt Nam đã làm các chuyên gia khác nể phục. Anh hy vọng sẽ có được một đội ngũ hoàn thiện trong vài năm nữa để không chỉ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực còn mới mẻ này mà còn có thể cạnh tranh với nhiều nước khác. Dù chọn cho mình con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng Andy Huỳnh cho biết anh cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Dù sao đi nữa thì tôi cũng là người Việt. Khi trở về quê hương làm việc, anh Andy Huỳnh đã mời những người bạn ở Mỹ của mình cùng trở về hợp tác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với chương trình trao đổi nhân sự hàng năm giữa Việt Nam và Mỹ và việc tổ chức các dự án mà thành phần tham gia bao gồm cả nhân viên người Việt lẫn người Mỹ, Andy Huỳnh mong muốn hướng đến việc xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ văn hóa cũng như trình độ công nghệ giữa các nhân viên trong và ngoài nước. Từ đó, hoàn thành mục tiêu cuối cùng là giúp những kỹ sư lập trình Việt Nam có được đẳng cấp quốc tế. Với phương thức tuyển dụng định hướng đào tạo chuyên nghiệp cùng môi trường làm việc thân thiện, công ty đã nhanh chóng thu hút nguồn nhân lực lập trình chất lượng cao từ khắp nơi trên cả nước. Anh cho rằng, tuy công nghệ phần mềm là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng những gì mà nhân viên Việt Nam làm được trong mấy năm qua đều khẳng định rằng trình độ của họ không thua kém gì so với thế giới. Chính vì thế, khi cùng làm việc với người Việt Nam, những người bạn nước ngoài của Andy Huỳnh luôn có nhiều dấu ấn tốt đẹp. Working with Vietnamese is extremely... Làm việc với người Việt là một trải nghiệm rất đáng nhớ với bản thân tôi, bởi vì họ là những người làm việc rất năng nổ, rất giỏi trong công việc xử lý các tình huống. Bất cứ khi nào có vấn đề gì trong công việc, họ đều cố gắng giải quyết chúng một cách ổn thỏa nhất. Tôi gặp Andy 11 năm trước ở Mỹ, tôi đã bị ấn tượng với khả năng giải quyết vấn đề một cách linh động của anh ta. Cái nhìn về một vấn đề của anh luôn rất tích cực. Khi lần đầu tiên anh ấy thổ lộ với tôi là anh ấy sẽ mở một công ty PTM Việt Nam, tôi đã không hiểu lắm về dự định này. Nhưng bây giờ, sau khi đã cùng đầu tư xúc tiến làm việc và hiểu anh ấy hơn, anh ấy rất thành công khi tiếp cận các khách hàng ở Mỹ cũng như khả năng đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp của mình. Tôi đã có cơ hội hiểu Andy trong công việc, con người. Do đó, với PTM, tôi rất hứng khởi khi làm việc cùng họ. Chúng tôi ban đầu không biết hợp tác này sẽ ra sao, nhưng sau cùng kết quả cho chúng tôi thấy đã đạt những thành công đáng kể ở thời điểm hiện tại. Sau 6 năm, tôi đang rất hạnh phúc về điều này. Một trong những dự